Hello anh em, mình là Bảo, đến từ Store là Mập. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm của Fuchsia. Đây là một sản phẩm độc lạ Bình Dương, một cây búa của Fuchsia kết hợp với dẫn dít. Trời ơi, tin được không? Khó tin lắm, đây là một sản phẩm độc lạ Bình Dương. Anh em muốn biết chi tiết về sản phẩm này thì bây giờ hãy cùng Bảo tìm hiểu đó nha. Nhìn sơ bộ gì mặt cây búa đi, anh em sẽ thấy được, mọi người sẽ thấy được cái thiết kế của nó nè. Một thiết kế cầm nắm rất là chắc tay là thứ nhất. Thứ hai là màu sắc nhìn rất là hài hòa. Đây, nhìn kỹ luôn nha, đây một màu, một bên đỏ, một bên đen, nhìn nó hài hòa, nhìn nó bóng loáng, nhìn nó tuyệt vời. Đây, thiết kế búa, đầu rất là chắc chắn luôn, Fuchsia mà. Nhắc tới Fuchsia là anh em phải biết nghĩ tới ngay là sự chắc chắn của nó. Còn một bên là đầu vít nè, đầu vít này là coi như là một đầu vít tự động luôn nha anh em. Đây, nó sẽ có những cấp chỉnh này, anh em muốn không có tự động thì ngay giữa là xong. Một bên, bên đây, rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra cái đầu búa, anh em có thể chỉnh như thế này. Đây, thành một cái vít, có khác gì cái vít bình thường đâu, đỡ tốn tiền mua thêm những cái vít khác rồi. Ngoài những công dụng đơn sơ là búa và vít thì nó sẽ kèm cho anh em thêm những cái đầu vít cũng như những cái đầu tiếp đi kèm. Đây, nhìn thẳng vô đây, bởi vì nó độc lạ Bình Dương ở chỗ đó. Nhìn ngoài mặt thôi, cứ tưởng là nó chỉ là thiết kế đơn giản gì cái mặt màu sắc, nhưng thật ra bên trong là một kho tàng. Đây, ba ke nè, trừ nè, đầu bông nè, đó, dạng bu lông rồi nè. Đấy, đâu bi nha, dạng đầu bi nha. Đó, anh em có thể lấy như vậy. Và bên trong cái dạng vít này nó sẽ có một cái hít nè, anh em nhìn vô cầm rút ra là thấy nó còn có cứng cứng nè. Đây, cứng ngắc luôn, bảo đảm. Đây, cầm rất là chắc tay luôn. Gắn thêm cái đầu vô thử nè. Nhìn sơ bộ thì cũng hiểu là đồ của Fuchsia nó chắc chắn như thế nào nha. Gắn vào thôi, chặt vô nè. Nhìn nó độc lạ Bình Dương chưa? Đây, đầu búa này nó sẽ thiết kế cho mình một cái khe như vậy, để anh em để cái đinh vô và binh đóng xuống thôi. Nhẹ nhàng, không cần phải canh, thường mình sẽ canh như thế này. Gõ, có khi nào gõ vô tay không? Chắc chắn có rồi. Đây là một cái công dụng mà có thể là nhiều các anh bạn nhậu sẽ thích. Đó là một cái đầu khui bia. Đây, cái đầu khui này thiệt, lúc em cầm là ấn tượng này dữ luôn á. Đây, đầu khui đấy, mua con này về như một cái đầu khui, khui bặt là xong. Đấy, đây, đây quả thật là một con búa tuyệt vời đúng không anh em? Quá là tuyệt vời luôn. Đây, thiết kế rất là hay, dạng thiết kế độc lạ Bình Dương, chắc chưa có cái búa nào làm được như cái búa của Fuchsia này luôn á. Cầm nắm nhẹ nhàng quăng được luôn, không có nặng một nề một xíu luôn. Chiều dài của nó là 18 cm nha, còn cái trọng lượng của nó tầm khoảng 300 tới 400 gram. Nhét tất cả những cái đầu vít như thế này mà chỉ gọn gàng có 400 gram. Nếu anh em đã quan tâm tới dòng sản phẩm á, đây anh em có thể tới địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái địa chỉ cố định của công ty Store Làm Mộc luôn nha. Chỉ cần anh em tới đây là anh em sẽ được em cũng như tất cả mọi người ở đây tư vấn một cách nhiệt tình nhất. Ngoài ra anh em có thể mua trên online, đây đường link chính là Store Làm Mộc. Ngoài ra anh em đừng có quên một điều nha, nhớ like, share, subscribe nha. Bye mọi người, mình là Bảo, đến từ Store Làm Mộc.